Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, chỉ vì nhớ nhầm số tiền vay 500.000 đồng, nảy mâu thuẫn tranh cãi mà đối tượng đã ra tay tàn độc để sát hại cả gia đình 5 người. Sau khi ăn lại bát canh từa từ ngày hôm qua, cả 5 người trong gia đình lăn đùng ra, giãy giụa vì buồn nôn, khó thở. Vụ việc xảy ra tại bản Nà Luông, xã Yên Hòa, huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang. Sau đó một cháu nhỏ tuổi đã thiệt mạng. Vậy có điều gì ẩn khuất trong bát canh thừa này? Nếu đây là một vụ hạ độc thì kẻ thú ác là ai? Hắn đã bỏ gì vào trong bát canh đó? Và hành trình truy bắt kẻ thú ác ra sao? Câu trả lời sẽ có ngay trong video dưới đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một ngày giữa tháng 4, cả thôn bản Nà Luông, xã Yên Hòa, huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang bàng hoàng vì giữa vùng quê nghèo, 5 người trong một gia đình bị ngộ độc, trong đó có một cháu nhỏ đã bị thiệt mạng. Nơi này cách trung tâm thành phố Tuyên Quang khoảng 180 km, đường xá đi lại rất khó khăn. Hiện trường xảy ra vụ việc 5 người ngộ độc là nhà ông Triệu Giào Sinh, sinh năm 1969, chú thôn Nà Luông. Các nạn nhân bị ngộ độc là ông Triệu Giào Sinh, bà Triệu Thị Gến, vợ ông Sinh, cháu Triệu Thị Triều, sinh năm 2011, con gái ông Sinh, và cháu Triệu Văn Hiếu, cháu nội ông Sinh. Nạn nhân thiệt mạng là cháu Triệu Trần Lương, sinh năm 2012, con ông Sinh. Từ các vật dụng thu giữ tại hiện trường cùng những mẫu mô trên thi hài của cháu Lương, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang kết luận nguyên nhân ngộ độc từ cầy lá ngón. Các thành viên khác trong gia đình ông Sinh được cấp cứu may mắn hồi tỉnh đều khẳng định gia đình mình sống hòa đồng với hàng xóm láng giềng, không có mâu thuẫn thù oán với ai. Khoảng 12 giờ trưa ngày 13 tháng 4, bà Gến đi làm đồng về nhà. Thì lúc này cháu Hiếu và em ruột là cháu Triệu Nguyệt Anh sinh năm 2013 đến nhà chơi. Sau khi để các cháu chơi quanh nhà, bà Gến vào bếp dùng chảo đun lại canh đậu tương nấu với rau cà rồi đổ vào âu nhựa. Sau đó bà không rửa chảo mà tiếp tục dùng chiếc chảo trên đun lại canh mì tôm nấu với rau bao và rau tía tô rồi đổ vào hai bát tô. Lúc sau ông Sinh và cháu Triều, cháu Lương cùng đi làm về, mọi người cùng nhau ăn cơm. Bà Gến múc canh đậu tương cho cháu Nguyệt Anh nhưng cháu gái nhỏ tuổi này không ăn. Trong lúc ăn canh đậu tương nấu với rau cải, mọi người trong nhà đều phát hiện điều bất thường vì thấy bát canh có vị đắng. Thấy vậy, ông Sinh lập tức bảo mọi người ngừng ăn. Tuy nhiên vì đói, cháu Lương vẫn ăn tiếp. Ít phút sau, trừ cháu Nguyệt Anh, 5 người cùng ăn cơm đều cảm thấy mệt, buồn nôn, chóng mặt, hoa mắt, đau đầu và sủi bọt mép. Ông Sinh vội gọi điện cho anh Triệu Văn Pú, sinh năm 1977, là cán bộ y tế thôn Nà Luông đến nhà thăm khám. Khi đến nơi thấy mọi người trong gia đình ông Sinh có biểu hiện ngộ độc, nên anh Phú đã tiêm thuốc trợ sức rồi hô hoán hàng xóm, láng giềng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Khi các nạn nhân được đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hòa cấp cứu, thì cháu Triệu Trần Lương đã thiệt mạng. Từ lời khai nói trên, cơ quan điều tra đã gặp phải khó khăn khi các thông tin mà bị hại cung cấp được rất ít ỏi, cũng không có đối tượng nghi vấn để triển khai hướng điều tra. Nguy cơ đây sẽ là vụ án mạng không có lời giải. Cơ quan điều tra đã làm việc tại địa bàn hơn nửa tháng. Nổi bật lên trong số đó là Triệu Tròi Phin, sinh năm 1965, chú thôn Nà Luông, xã Yên Hòa, huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang. Một người luôn làm hàng xóm sợ hãi vì bản tính côn đồ, thù vặt. Phin có học vấn chỉ hết lớp 1, công việc chủ yếu là làm ruộng. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu thốn, các con chủ yếu đi làm ăn xa. Tháng 11 năm 2019, Triệu Tròi Phin đã vay của anh Triệu Văn Phin, sinh năm 1991, con trai ông Triệu Giào Sinh, sinh năm 1969, cùng chú thôn Nà Luông, số tiền 1,5 triệu đồng. Sau một tháng, Triệu Tròi Phin tiếp tục vay của ông Sinh, bố của anh Triệu Văn Phin, một trong năm nạn nhân bị đầu độc, 1,5 triệu đồng nữa. Triệu Tròi Phin hẹn cả hai bố con ông Sinh sau Tết 2020 sẽ trả. Đến cuối tháng 2 năm 2020, anh Triệu Văn Dất, sinh năm 1990, con trai Triệu Tròi Phin, gọi điện về nhà hỏi thăm mẹ thì được biết bố mẹ thường xuyên cãi nhau vì món nợ 3 triệu đồng. Cuối tháng 3 năm 2020, anh Dất đã gửi số tiền 3 triệu đồng qua đường bưu điện để trả nợ thay cho bố. Triệu Tròi Phin ở mức về việc rất không gửi tiền cho mình để mang sang trả nợ, mà gửi thẳng cho chủ nợ. Hơn nữa, theo trí nhớ của Phin, đối tượng chỉ vay của anh Triệu Văn Phin số tiền 1 triệu đồng, chứ không phải 1,5 triệu đồng, nên đã đến nhà anh Triệu Văn Phin để đòi lại.
Lúc này anh Triệu Văn Phiên khẳng định Triệu Tròi Phiên đã vay 1,5 triệu đồng nên không trả lại tiền. Bực tức trên đường về nhà, Triệu Tròi Phiên gặp ông Sinh, bố đẻ của Triệu Văn Phiên, tiếp tục trình bày nhờ ông Sinh nói chuyện với con trai ông để được trả lại 500.000 đồng. Tuy nhiên ông Sinh nói hắn nhớ nhầm vay tiền của người khác mà không nhớ nên giữa hai người xảy ra cãi nhau. Triệu Tròi Phiên rất bực tức nhưng không làm gì được nên bỏ đi. Một người phụ nữ ở thôn Nà Luông cho biết khoảng 9 giờ sáng ngày 13 tháng 4, chị này nhìn thấy Phiên không làm ruộng mà đi trên đường ở khu vực gần ruộng nhà Phiên. Từ các manh mối này, các trinh sát phòng PC02 đã triệu tập Triệu Tròi Phiên đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Yên Hòa để làm việc. Trong lần đầu bị triệu tập, Triệu Tròi Phiên chỉ nói tiếng dân tộc Giao và phủ nhận mọi cáo buộc của các cán bộ điều tra, nhất quyết không nhận tội. Các trinh sát đã phải cử cán bộ công an người Giao làm phiên dịch viên để làm việc với Phiên. Lúc này chứng cứ vẫn chưa đủ để xác định Phiên là thủ phạm đoạt mạng người nên buộc các trinh sát phải để Phiên ra về. Tiếp đó, cơ quan điều tra nhiều lần triệu tập Triệu Tròi Phiên đến trụ sở công an để làm việc, đồng thời thu thập thêm tài liệu để chứng minh hành vi phạm tội của Phiên. Trước những chứng cứ thép được cán bộ điều tra đưa ra, biết không thể quanh co chối tội, Phiên đã khai nhận toàn bộ sự việc bỏ độc vào trong bát canh của gia đình ông Triệu Giào Sinh. Khi làm ruộng một mình tại khu vực Đắp Miều, thôn Nà Luông, nghĩ đến chuyện mâu thuẫn với bố con ông Sinh, làm Phiên tức giận. Lúc này đối tượng nảy sinh ý định trả thù bằng cách bỏ lá ngón vào thức ăn của gia đình ông Sinh. Nghĩ là làm, khoảng 16 giờ cùng ngày, trên đường đi về nhà, Phiên đến khu vực Lông Phiên, thôn Nà Luông, nơi mọc cây lá ngón ở ven đường. Phiên dừng lại, kéo một cành lá ngón rồi ngắt 5 ngọn non cho vào túi ni lông, mang về nhà, chờ cơ hội bỏ độc vào đồ ăn nhà ông Sinh. Khoảng 8 giờ sáng ngày 13 tháng 4, Triệu Tròi Phiên lấy túi ni lông đựng lá ngón cho vào túi quần, rồi đi sang nhà ông Sinh. Khi đi đến suối cách nhà khoảng 100m, Phiên dừng lại quan sát, thấy không có ai nên đã vò nát lá ngón trong túi ni lông. Sau đó lấy nước suối hòa lẫn vào, xóc đều cho đến khi thứ nước độc chuyển sang màu xanh nhạt. Tiếp đó, Phiên đã bỏ bã lá ngón xuống suối, rồi cầm túi nước độc nhặt một đoạn que tre để mở cửa nhà ông Sinh. Đến nhà ông Sinh, không thấy ai ở nhà. Phiên dùng que tre đưa qua khe cửa, gạt thanh gỗ cài rồi mở cửa đi vào trong nhà. Phiên đã đi thẳng vào bếp tìm đến hòm gỗ đựng thức ăn của gia chủ. Bên trong hòm gỗ có một bát to đựng thức ăn là canh mì tôm nấu với rau bao và rau tía tô. Một âu nhựa đựng canh đậu tương nấu với rau cải. Phiên cấu rách túi ni lông đổ hết nước độc lá ngón vào trong bát canh đậu tương rồi đóng nắp hòm lại như cũ. Thực hiện xong hành vi bỏ độc, Phiên trở về nhà rồi đi phát cỏ ở bờ ruộng của gia đình mình. Ngày 27 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đưa vụ án hình sự đoạt mạng người ra xét xử lưu động theo trình tự sơ thẩm. Tại phiên tòa, Triệu Tròi Phiên đã thừa nhận các cáo buộc của đại diện viện kiểm sát và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Triệu Tròi Phiên tù chung thân về hành vi đoạt mạng người. Thưa quý vị, kẻ gây án Triệu Tròi Phiên đã phải nhận bản án thích đáng cho hành vi đoạt mạng sống của gia đình chủ nợ chỉ vì 500.000 đồng. Một hành động vừa tàn ác vừa vô ơn, xuất phát từ sự nhỏ nhen ích kỷ, côn đồ và có tính thù vặt đã khiến ra tay tàn độc gây nên tội ác. Vụ án là bài học cho những kẻ ích kỷ, thù vặt, côn đồ. Những khúc mắc va chạm nhỏ nhặt đó hoàn toàn có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng những kẻ không có giáo dục lại biến những việc nhỏ thành tai họa lớn nên phải trả giá đắt trước pháp luật. Chương trình của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.